À đây, tôi nói này, từ khi mà mấy cái thửa ruộng khoán bị đưa vào làm dự án sân golf nhưng biết gì ấy, tự nhiên tôi trở thành nhàn rỗi quá, chả biết làm cái gì. Chỉ đứng đầu cứ ngoáy ngoáy làm sao nhổ được. Đây, nhổ đi. Tự nhiên cứ thấy nhớ ruộng, cứ như nhớ chồng nhớ con đi xa ấy bà. Ôi dào, đất đền bù, tự dưng lại có tiền xây nhà, mua xe máy, tiền tiêu tưng bừng còn gì nữa. Buồn nào, buồn cái gì tiền, nữa. Tiền. Tiền tiêu mãi rồi cũng hết nhá. Xe máy chạy mãi tốn xăng quá lại để vào một góc nhà. Nhà cao cửa rộng lắm chả làm cái gì cho đời đâu. Bất công quét dọn cũng mệt rồi. Giờ này ngồi không mà tự nhiên là nhàn cư vi bất đắc dĩ nhá. Ngồi ở đây là chân tay cứ teo tóp và như liệt. Em nói cho bác chị biết này, không có ruộng nữa ấy, ở nhà hai vợ chồng cứ nhìn nhau, nhìn mãi rồi tí tái tí gừng tí mẻ rồi lại vỡ kế hoạch cho mà sao. Con mụ này, già rồi còn đẻ làm sao được nữa mà. Sao đẻ được? Nói mà không biết ngượng. Em chả ngượng gì cả. Nói chứ không sợ bọn trẻ con nó cười cho. Không có cười gì cả, bây giờ mình không có việc gì thì mình đẻ thôi, có gì đâu, chứ biết làm gì, nhổ tóc của chị suốt ngày à. Nghe tôi nói này. Gì? Nói gì? Mấy bà ta, mỗi bà bỏ vào một chút, ta dồn vốn đi buôn đi. Đi buôn á? Ôi này 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 này. Thế mấy chị em mình không đang đi buôn đường dài đây là cái gì? Á buôn liên tỉnh đấy còn gì? Hay nào cũng buôn thế? Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Ôi hay chị cũng đang trinh văn nghiệm. Nghiêm chỉnh nghe tôi nói này. Bà lắm mưu nhiều kế. Nghĩ xem nào. Đi làm cái gì chứ? Ở nhà mãi chán lắm các bà. Chán lắm rồi chị ạ. Sao thế? Trời ơi. Chị ơi. Chị nghĩ ra được cái gì chưa chị? Đấy. Chị được cái vi tính thôi. Không, lúc hỏi thì chả nói gì. Thế này không vi tính thì làm sao mà người nghĩ được mưu hả? Chị nghĩ được chưa? Chị nói đi, bà nghĩ nào? Được cái gì thì bà nói đi xem nào. Tôi nói cho các bạn biết nhá. Bây giờ chúng ta phải đi buôn. Buôn gì? Đi buôn đó. Đi buôn. Buôn gì? Nói đi. Buôn đường dài. Mày tôi nói cho bà nghe nhá. Nếu các bà nghe tôi quả này nhá, được ăn cả nhá mà ngã về không nhá. Quả này mà thắng nhá, thắng nhá. Quả gì? Quả gì? Nói thì nói đi cơ mà. Quả này mà thắng nhá thì cứ gọi là lên tiên. Lên tiên. Rồi. Bà nghĩ ra cái trò gì thì bà nói đi xem nào. Đừng có bầu dục. Tập trung vào đây. Để xem nào chung. Bà kia dồn lại. Nào. Cái gì? Ôi trời ơi. Như thế. Bọn tôi không làm được đâu. Bà không làm đâu. Làm sao làm được? Buồn cười nhỉ, có chủ trương, có tổ chức hẳn hoi nhá. Nhưng mà có hơn đâu. Cô gây ấn tượng mạnh không, tượng mạnh không à? Không những gây ấn tượng mạnh mà chắc chắn là sẽ có hiệu quả. Hiệu quả thật không? Thật. Mà chứ quả này nhá, mình không những được lên tinh vinh báo chí này mà không những là được tiếng này, được cả miếng luôn. Miếng gì? Miếng á? Miếng gì ạ chả bà? Miếng gì? Miếng gì? Miếng đất. Miếng ruộng chứ còn miếng gì. Thế mà lại được miếng đất miếng ruộng này hơi bị khó đấy. Khó lắm bà ơi, bà đừng tưởng. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không dám làm. Tuy mình là đàn bà, nhưng không kém gì chí khí đàn ông. Nhất trí. Mà bây giờ bọn em không biết những cái trò đấy đâu chị ạ. Đúng rồi. Học ở đâu, mà làm như nào chứ. Đấy mới là điều khó bà. Trời ơi, ai dạy á? Vâng. Chị dạy. Ôi trời ơi, chị dạy á? Chị dạy á? Có đùa không đấy? Đùa là đùa thế nào? Ôi trời ơi, chị dạy á? Chị làm sao dạy được chị? Như nào chị? Tôi chứ làm sao mà dạy được? Này, trong khi các bà còn đang hú hí, đang cục tác với mấy lão chồng vô tích sự nhà các bà nhá. Nhá, thì tôi đây này, đã được phụ nữ xã cử lên huyện, huấn luyện một lớp sự kiện cấp tốc. Này, này, tổ chức rồi đấy. Như thế nào? Điên đã nào? Đó bằng loại yêu đấy. Giỏi thế, giỏi thế. Thế mà này, thế mà giỏi phết. Nhìn thế này. Sao vậy này? Sao như nào? Úi giời ơi, trông như người mẫu thời trang nhỉ. Úi giời ơi, óng ả thế nhỉ. Úi giời ơi, đẹp thế nhỉ. Úi giời ơi, con mụ này giỏi quá, dẻo với cái béo mà dẻo. Chị dạy luôn em đấy, dạy luôn đi, dạy luôn nhá. Vâng. Nó lâu rồi chị. Dạy lâu lắm à? Lâu lắm à? Lâu lắm à? Học lâu lắm à? Đấy là tiếng Anh. Có nghĩa là tôi không thể. Không thể thế bà nói ra cho chúng tôi làm gì? Mày tao nói ra là mày không thể. Này. Sao nhau 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 rồi? Bây giờ nhá. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Các bà phải tuyệt đối giữ bí mật. Trừ ai? Các đức lăng quân của các bà. Rồi bọn em riêng chuyện đấy. Chúng tôi nhất trí. Thế. Một con vịt
xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng ôi H5N1 cúc cù cù, chim rừng ca trong nắng im nghe im nghe, ve rừng kêu liên minh. Bà Liên ơi, bà Liên ơi. Ôi bà Liên. Ôi trời ơi, tôi đây, tôi đây. Mì tôi làm được rồi đây, ra ăn cho nóng. Được rồi, ông cứ để trên bàn đi, tôi ra ngay, tôi ra ngay. Đợi một tí tí tôi ra ngay, ra để mì đến đây đi. Làm cái gì mà... Mặc cái áo xã hội xong cái đã. Ra mà ăn đi cho nó nhanh lên. Đây, đây, đây. Đấy rồi. Bà bị cảm mạo hay sao mà phải quấn vỏ chăn thế này? Dừng hát gió này trên bờ biếc. Bà bị ma nhập à? Đưa tôi đánh gió cho nào. Gió chứ? Ngạc nhiên chưa? Ôi trời. Bà ăn mặc cái kiểu gì thế này? Áo tắm đấy, bikini đấy. Đây là áo choàng xã hội. Áo choàng dạ hội. Ừ. Nhưng mà để làm gì? Em đi thi. Em sắp tham dự một cuộc thi đặc biệt sắp tổ chức trong nay mai thôi. Ôi trời, bà mà cũng dám đi thi cơ. Sao lại không dám đi thi? Sợ chó gì không dám đi thi nào. Bây giờ em đang tập luyện ngày đêm miệt mài để giật giải cao nhất đấy. Thế à? Cúc cô, cúc cô, chim rừng ca trong nắng im nghe, im nghe. Này. Vừa rồi bà nói với tôi là bà đi thi cái cuộc thi gì? Bí mật không thể tiết lộ được. Bí mật à? Im nghe, ve rừng kêu liên miên. Ôi trời ơi! Này! Này! Thôi! Thôi! Dậy chưa? Dậy đi! Bà nó dậy đi! Khổ lắm! Chưa đến nơi rồi mà... Tôi đây! Gì mà sáng ngày ra ông cứ ầm ĩ lên thế? Chưa đến nơi rồi, bà dậy đi, dậy đi. Ngủ gì mà ngủ trước ngủ nứt ra như thế. Bây giờ bà dậy chuẩn bị tư thế để tập, nhớ chưa? Nào, rồi. Bà đứng đây, bà đứng đây. Bà nhìn xuống dưới, coi như đây là khán giả, bà hiểu không? Nào, bắt đầu tập đi. Mà này, múa cho nó dẻo dẻo vào. Khổ lắm. Cái ông này. Sao mà người bà nó cứ đườn đướn như cây tre đực thế là thế nào nhỉ? Tôi dẻo như thế này, múa dẻo như thế này mà ông cứ bảo tôi đườn đướn như cây tre đực là thế nào? Dẻo cái con chim chéo bẻo ấy. Người cứ đườn đướn đi. Như là cây tre đực trước bão cấp 11, cấp 12 là thế nào cũng biết được. Rồi. Ông chỉ được cái ác khẩu thôi. Tôi muốn dẻo như chim như thế này mà suốt ngày hoài khỏe. Mệt lắm, tôi không làm nữa đâu. Ôi, thôi 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 kìa bà nó ơi. Suốt ngày cứ tính tập mãi thế tôi không tập nữa đâu. Tôi hỏi bà có tập nữa hay không? Không. Lần thứ nhất tôi hỏi bà có tập nữa hay không? Tôi không tập nữa. Lần thứ hai tôi hỏi thêm bà có tập nữa hay không? Không. Lần thứ ba bà có tập không? Này, nếu thôi không muốn tập nữa thì đừng có mà thi nữa, nghỉ luôn đi. Có thế thôi. Tập thì tập, sợ chó thì bố con thằng nào mà không tập. Nhìn này, này. Bà vừa chửi gì rồi tôi đấy, bà vừa mắng gì tôi đấy. À. Hả? Bà đấy, làm cái gì đấy? Đấy là em quen mồm ấy mà, bố cua gì mà. Nào, nhìn em đây này. Nào, thế thì tập đi, bắt đầu nào. Thôi dừng lại. Chóng hết cả mặt, chóng hết cả mặt. Sao thế? Ôi trời. Bố cu làm sao thế? Hạ đường huyết à? Không. Để em lấy thuốc cho bố cu uống nhá. Thuốc thang gì, thuốc thang gì? Ý tôi bảo bà là bà tập cái màn trao hỏi bà có hiểu không, bà hiểu không? Bố cu nói không rõ, em lại cứ tưởng là tập múa. Thì bây giờ em tập màn trao hỏi nhá. Ừ. Tôi tập nhá. Chuẩn bị chưa? Nào, ký vào nhá. Xong chưa nào? Xong rồi. Bắt đầu. Dạ, trên thưa các vị lão niên, giữa thưa các bạn thanh niên khắp miền, dưới thưa các cháu thiếu niên, chẳng hay gia đình các quý vị có khỏe không ạ? Gia quyến có ai còn ai mất? Ôi dồi ôi, thế bà làm nhảm cái gì đấy? Làm nhảm cái gì như thế đây? Thì ông chả bảo tôi làm màn chào hỏi là gì?
chào hỏi ở đây có nghĩa là bà tự giới thiệu về bản thân mình, bác có hiểu không? Được rồi, thế thì em làm lại nhá. Nào, chuẩn bị làm lại nào, bắt đầu nhá, lúc vâng. Nào xong thì bảo tôi. Nào, được chưa? Được rồi. Bắt đầu. Dạ, kính thưa ban giám khảo, tên em là Nguyễn Kiều Nhi. Khi xưa còn bé, em thì trẻ con. Đấy. Mẹ khen đôi mắt em tròn, bố khen cái miệng chồng con được nhờ. Lớn lên thì... 9,5. Ông này, tôi đang tập ông có 9,5 cái gì thế? 9,5 ở đây, tôi cho điểm mà cái môn chào hỏi dạo đầu đạt 9,5 điểm đấy. 9,5 gần đạt điểm tuyệt đối rồi. Thế là tôi đạt điểm tuyệt đối rồi hả ông? Quá gì nữa. Thôi, bây giờ nhá, chuyển sang cái phần thi khả năng đặc biệt nào. Úi dồi ôi, không phải tập cái phần đấy. Thầy nó thừa biết là tôi thừa khả năng đặc biệt, cần gì phải tập. À, cái khả năng đặc biệt của bà tôi cũng biết rồi. Ăn quà như mỏ khoét. Này, ông nói đều tôi đấy phải không? Chả trách các cụ có câu: đàn bà miệng rộng thì sang, đàn ông miệng rộng tan hoang cửa nhà. Này, bà vừa chửi hạnh chửi khóe gì tôi đấy hả? Bà bảo rằng tôi đi uống rượu về, tôi mắng vợ, tôi đánh con đấy phải không? Hả? Bà thì hơn gì tôi. Đêm nằm ấy thì gáy rung hết cả một góc phản lên. Ai ngáy? Có ông ngáy thì có ấy. Đàn ông đàn an gì mà cứ hùng 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 như cháu mà ấy. Xong rồi ngáy to hơn cả người ta. Thế mà còn nói nữa. Thì tôi ngáy cho nó vui cửa vui nhà ấy mà. À, sắp tới xuất chuồng đàn lợn ý. Bà ơi, nếu được giá, tôi hứa với bà, tôi sẽ sắm cho bà một bộ trang điểm thật là xịn, thật là xịn. Thật không đấy? Thật chứ không thật. Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhá. Giữ thì giữ, sợ cái gì? Thế bây giờ tôi tập tiếp nhá. Thôi, không phải tập nữa. Vào trong kia một tí. Đi. Cái ông này hay nhỉ? Vừa sáng ngày ra, tối qua vừa ấy. Kệ nó. Dài lâu thế cơ chứ. Ở đây rồi. Đây rồi. May quá, sang tận nhà ông Hải mượn được tí. Nói mãi nó không cho mượn. Thật rồi. Nào, để tôi xem nào. Đây rồi. Ừ. Xem nhá. Bà làm sao đấy? Buồn, thì tôi lại còn buồn nữa gì. Ông cứ cù mà đắp người ta như thế thì bố ai đã chịu được. À, thế, tôi biết rồi. Này, thế sao cái lúc mà ấy thì chả thấy buồn với nhột gì cả. Bà thì lắm trò. Người ta nghe thấy á thì bằng chết. Chết bằng người ta. Giơ tay lên, mau, khẩn trương. Ừ, đưa hẳn tay lên. Này, vòng 3 của tôi có bằng vòng 1, vòng 2 không? Bỏ bố tôi rồi. Sao thế? Cái này chết cha tôi rồi. Này, thế vòng 3 của tôi có bằng vòng 1, vòng 2 không? Bằng là bằng thế nào? Lép dí như quả bóng xì hơi này mà bằng à? Này thì chết tôi còn gì nữa, thi thố cái nỗi gì? Này, thế các bà ấy thì như thế nào? Còn như thế nào nữa? Tôi vừa hỏi ông Hải xong, ông ấy khoe là ngực của bà Hải ấy là những hơn 100 cơ. Hơn 100? Ừ, còn ngực của con Mũ Nhi ấy là 89 cơ. Mà ngực mình thì tôi ăn gian mãi mà cũng chỉ được có hơn 70 thôi. Thế cái gì? Này, thế thì không đạt tiêu chuẩn thì làm sao? Thì trượt vỏ chuối chứ còn làm sao? Chỉ vì ngực lép mà tôi bị trượt thì tôi còn mặt mũi nào nhìn bà con hàng xóm nữa. Giời, không tất cả thôi. Này ông, tôi bắt đền ông ấy. Cái gì bắt đền tôi làm gì bắt đền? Tôi nói cho ông biết nhá, cái thỏ con gái á, ngực tôi á phải to nhất nhì cái xã này. Đến nỗi á, cái tay lái xe ở trên huyện nó mải ngắm ngực tôi mà suýt lao xuống ruộng mà chết đi. Thôi, bà đừng có hồi tưởng ngày xưa nữa. Ngày xưa ngực bà nó to bằng cái thành tích hay bằng quả bưởi cũng mặc kệ bà. Nhưng bây giờ đây này, đi thi đây này, ngực cứ lên đẹp như quả bóng xì hơi này thì có nói là cái gì? Tất cả là tại ông hết. Chỉ vì ông khai thác tài nguyên quá mức. Để đến nỗi tôi cứ soàn 51 đè bằng được đứa con trai nối dõi tông đường. Trời ơi. Nên bây giờ tôi mới như thế này. Trời đất ơi là này, đất ơi, tôi bắt đèn ông đây, tôi bắt đèn. Này. Bà đừng có mà cả vú lớp điện em nhá.
mà là mình cú mà lấp cái chim. Tôi nói cho ông biết nhá, phần ngực của tôi là đại diện cho bố con ông đấy. Không những thế, tôi còn đại diện cho gia tộc nội ngoại hai bên. Nếu chỉ vì tôi ngực lép mà tôi bị trượt á, thì ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất đền ông đấy. Trời đất ơi là trời đất ơi. Trời ơi, tôi biết thế nào. Rồi tôi nghe cái đền, tôi nghe cái đền. Thế này, có cái thứ thuốc mà người ta bảo là xoa vào cái ngực nó phồng lên đi, nó có được không? Không có phồng phèo gì hết, thì bắt đền ông đấy. Trời đất ơi, thế bắt đền ông đấy, ông ơi là ông ơi. Vâng, xin kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả, cuộc thi Quý bà và môi trường của chúng ta vừa bước qua vòng sơ khảo với phần thi Ai khỏe hơn ai, và kết quả là 4 thí sinh ở xóm bãi có thể hình và vòng đo lý tưởng đã chiến thắng. Xin kính vị khán giả là trật tự ạ. Sau đây mới là phần thi hấp dẫn nhất trong cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Đó là phần thi trang phục vì môi trường. Vâng. Xin quý vị khán giả trật tự ạ. Và bây giờ tôi xin giới thiệu thí sinh đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Thí sinh mang số báo danh 05, thí sinh Mộng Hải. Thưa quý vị khán giả, thí sinh Mộng Hải của chúng ta với số đo ba vòng vô cùng đặc biệt là 100 và 100. Thí sinh Mộng Hải của chúng ta mang trên mình bộ trang phục với ý nghĩa những cánh rừng kêu cứu, cảnh báo nguy cơ lâm tặc tàn phá rừng. Dạ vâng, xin cảm ơn thí sinh Mộng Hải. Dạ vâng. Xin quý vị khán giả trật tự ạ. Tiếp theo đây, tôi xin kính mời thí sinh mang số báo danh 06, Bích Liên. Xin quý vị khán giả trật tự ạ. Vâng, thí sinh Bích Liên mang số báo danh. Xin quý vị khán giả trật tự ạ. Thí sinh mang số báo danh 06 Bích Liên mang trên mình bộ trang phục đầy cảm hứng và ý nghĩa với tiếng kêu của các loài chim thú trước nạn săn bắn tận diệt. Vâng, sau đây tôi xin kính mời thí sinh bắn xin quý vị khán giả trật tự ạ. Bắn quý vị khán giả trật tự. Tiếp theo đây là thí sinh mang số báo danh 08, Thanh Mơ. Vâng. Xin quý vị khán giả trật tự ạ. Sơ qua về thí sinh Thanh Mơ, cô đã từng đạt giải Hoa hậu thôn. Cô mang trên mình bộ trang phục với ý nghĩa cảnh báo về tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Dạ vâng, xin mời thí sinh Thanh Mơ về chỗ ạ. Thí sinh Thanh Mơ của chúng ta vừa hoàn thành phần thi của mình. Và thí sinh cuối cùng của chúng ta trong cuộc thi ngày hôm nay, đó là thí sinh mang số báo danh 07, Kiều Nhi. Thí sinh Kiều Nhi của chúng ta mang trên mình bộ trang phục đầy ý nghĩa, đó là chiếc gậy đánh gôn hay còn gọi là pi gậy. Dạ vâng ạ.
Trật tự. Đề nghị quý vị khán giả trật tự ạ. Thí sinh Kiều Nhi mang trang phục chiếc gậy đánh gôn, hay còn gọi là bị gậy, cảnh báo về tình trạng khủng hoảng thừa những dự án sân gôn, chiếm dụng đất sản xuất, biến những người nông dân thành những kẻ thất nghiệp, tay bị, tay gậy tung hoành khắp nơi. Dạ vâng, xin mời chị về chỗ ạ. Đề nghị quý vị khán giả trật tự ạ. Vâng, tôi xin trân trọng kính mời các vị ban giám khảo tiếp sau đây sẽ cho những đánh giá và nhận xét của bốn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông trưởng ban giám khảo ạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Đề nghị quý vị khán giả trật tự ạ. Dạ vâng ạ. Đề nghị quý vị khán giả trật tự ạ. Thưa bà con, thưa các thí sinh, trước khi đánh giá kết quả của cuộc thi, cho phép tôi được thông báo một tin vui. Ban lãnh đạo đã có quyết định hủy phương án sân gôn để trả lại đất sản xuất cho bà con chúng ta. Trật tự ạ. Nhân đây, thay mặt cho ban lãnh đạo huyện, tôi xin tuyên bố tất cả những người tham dự cuộc thi này danh hiệu cao quý, các mẫu hậu bảo vệ môi trường. Của các thí sinh đó là hát. Mỗi mùa xuân viên vua chọn tờ xóm con xóm con bằng ánh mặt trời. Vui xây cùng vua con. Thôi sao cả nhà vui. Cái kiểu này là chợ chưa họp kẻ cắp đã đến rồi. Ông nói cái gì thế? Chưa bảnh mắt đi chợ chứ làm sao nữa. Cái ông này hay thật đấy. Chợ quê người ta chỉ họp nhoáng loàng, có như người thành phố đâu mà kẻ bán người mua suốt cả ngày. Ông ở nhà, lát nữa ra xem mấy thửa ruộng khoán của tôi có còn non nước hay không nhá. Được rồi, nhưng mà cái chính ấy là phải hết sức bình tĩnh. Cái gì? Là cái chính là phải hết sức bình tĩnh. Cái ông này, hôm nay có bị ấm đầu hay không mà cứ ấm mờ thế hả? Cái chính là phải hết sức bình tĩnh. Ôi, cái chính là hết sức bình tĩnh. Ông này hôm nay làm sao nhỉ? Quần áo mình có hở hang gì đâu mà. Cái chính hết sức bình tĩnh. Thôi, ông ở nhà, nhớ việc tôi dặn đấy. Tôi đi đây. Quái lạ thật. Thế sao mọi người lại cứ phải tất tất tà tà, sấp sấp ngửa ngửa như thế nhỉ? Cái chính là phải hết sức bình tĩnh. Mà hết sức bình tĩnh ấy, phải là cái chính. Mà cái chính là phải hết sức bình tĩnh. Thôi. Trung, mày dừng lại. Mày xuống xe tao bảo mày này. Gì mà ghê gớm, mày hùng hồ hổ như là búa bổ đầu chim sẻ đấy. Tao nói cho mày biết mà cớ làm sao mà mày định tán em mây của tao. Ô, thằng này dở à? Mày có sổ đỏ của mây không mà mày bảo là mây là quyền sở hữu của mày? Nhưng mà tao quen em mây trước. Trời ơi, tao lại nói cho mày biết nhá. Mày quen trước gì? Không liên quan. Mày phải có cái khái niệm quen và yêu nó phải khác nhau nhá.
mày quen trước đúng không? Nhưng mà tao lại là cái người đặt gạch cưa Mây từ cái hồi Mây đang còn là mẫu giáo bé cơ. Nha. Nhưng mà tao nói cho mày biết nhá. Mày còn nhớ cái đợt mà bố mẹ em Mây tổ chức sinh nhật đầy tháng cho nó không? Đúng rồi. Chính tao đây đã dẫn mày đến quen em Mây thì mày mới quen được em Mây. Ui giời ơi, tao lại nói cho mày luôn, không phải chỉ có một mình tao và mày nhá, mà cái hôm đầy tháng của em Mây tao nhớ là có cả con trai của làng này, huyện này, cả xã này luôn. Không có riêng gì của ông mà ông bảo ông dẫn nó đi. Bây giờ tao nói với mày một câu chân tình, cũng là một câu chân giò, cũng là một câu chân cừu luôn. Sao? Em Mây thôn Đoài là của tao. Trời ơi, mày bị dở à? Mây không hề là của mày nhá, Mây mới là của tao nhá. Của tao gì mà thích của tao chung? Sao? Mày tuổi tí, nhưng mày mà mày ý chí khủng long phải không? Tất nhiên. Sao? Nhưng mà tao béo, tao lại vô cùng khéo léo. Tao chốt hạ một câu, Mây là của tao. Này, tao lại nói với mày luôn nhá, mày chốt hạ đúng không? Tao lại ăn luôn cây chốt của mày. Mà kể cả tao xé phỏm ra tao cũng ăn cây chốt của mày. Được. Mây là của tao. Mày nhìn người tao nhỏ con lên thì tao lại nói cho mày biết, người tao tuy nhỏ mình dây, điều đó chắc chắn là Mây là của tao. Mày thích nảy thơ à? Thơ thì sao? Mà này, tao lại nói với mày luôn nhá, mày phải biết là quen trước và yêu không liên quan đến nhau. Quen trước thì đã làm sao? Gặp tao Mây chết vì tao áo vàng. Mày thích thơ à? Mày thích nảy kiều với tao à? Được được. Hôm qua tao mơ thấy nàng. Tao nhìn thấy con chó vàng nó chạy qua. Con lợn này. Mày xúc phạm tao đúng không? Mày xúc phạm tao à? Xúc phạm tao đúng không? Mày thích chơi đồ phải không? Không, làm tí doping để tăng sức chiến đấu. Thế mày cho tao ngủ. Cái chế nhiên là phải hết sức bình tĩnh. Chào ấy. Có này. Cao bồi miền Tây, tao đi xuống hai tay, hút gì cả ngược, ngồi trên lưng ngựa, trên cái đông quá tao đây. Mày chơi công nghệ cao gì, mày đã biết thế nào là kiếm hiệp chưa? Cái chính là không được mất bình tĩnh. Mày biết kiếm hiệp thế nào chưa? Bác, tôi... Thế nào? Dạ. Chúng mày định giết nhau ở đây đấy à? Cái chính là phải hết sức bình tĩnh. Đánh mày chưa thắng lấy chiến tranh hay sao mà còn định ụt nhau à? Nhưng mà định sát thủ đầu mưng mủ với cháu. Tại sao canh đánh nhau? Để gây mất trật tự an ninh làng xóm. Dạ nó cướp Mây của cháu ạ. Nó định sát thủ đầu mưng mủ của cháu. Sao trật tự phải hết sức bình tĩnh. Việc tranh cướp người yêu của các anh tôi không quan tâm. Dạ. Nhưng cấm tiệt canh từ nay trở đi không được gây chiến với nhau nữa, rõ chưa? Không, nhưng mà Mây là của cháu. Mây là của cháu ạ. Mây là của cháu. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Chuyện vướng mắc gái ngũ của các anh như thế nào tôi không cần biết, nhưng muốn giải quyết với nhau phải đặt lên trên bàn, dù ngồi đàng hoàng tử tế đối thoại với nhau. Dạ, nhưng mà bác ơi, bây giờ đối không được đối đầu như vừa rồi, hiểu chưa? Bác ơi, nhưng mà mình không giải quyết ngoại giao được với nó, mình phải chơi quân sự với nó. Mình quân sự là mình phải hạt nhân ạ. Hết sức bình tĩnh. Các anh có biết là cả thế giới bây giờ người ta chuyển từ đối đầu qua đối thoại từ lâu rồi không? Thế mà các anh cứ vân vân. Thế là trước mặt chính quyền thôn đây, các anh có hứa với tôi là sẽ chuyển qua từ đối đầu sang đối thoại không? Cứ không? Đối mặt à? Đối thoại. Dạ vâng. Đổ điếc. Dạ. Có hứa không? Dạ vâng ạ. Thôi cháu nghe lời bác ạ. Hứa rồi thì giải tán. Nhưng mà bác ơi, bác tác động em Mây cho cháu nhé. Chú Thảo, tại sao chú thấy chúng nó đánh nhau mà chú thản nhiên đứng nhìn là thế nào ạ? Vì cái chính là không được mất bình tĩnh. Bình tĩnh như con khỉ. Nhớ chúng nó đánh nhau sứt đầu mẻ chán, chết lần quay như thế thì sao hả? Mà tôi cũng không hiểu tại sao chú lại thản nhiên đứng nhìn được cái gì? Cái chính ấy là không được mất bình tĩnh. Cái chính ấy là không được mất bình tĩnh. Bình tĩnh Mây. Đúng, cái chính là không được mất bình tĩnh. Quả này tiếp tục Gà rồi. Quả này 100.000 gà luôn này. Tốt. Đưa mày. Rồi. Gà thôi. Gà. Tôm. Quả này gà tao ăn gà rồi. Tôm ăn rồi. Ông nhìn đấy, đúng gà không?
ông nhìn này, ông nhìn này, gà này, ôm. Ơ chú Thảo, chú là người bình tĩnh nhất cái làng này, chú xem cho cháu cái này. Chú phải xem cho cháu cái này. Đây 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 đây, nghe chú nói. Muốn gì thì gì. Cái chính là không được mất bình tĩnh nhá. Biết là không mất bình tĩnh chứ con đâu. Tao ăn. Không được, không được, không được. Bây giờ chú xem viêm chú xem bán này thì con nào ăn. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Ôi giời. Ôi giời. Con nào ăn. Bây giờ thế này nhá. Con gà là nó nhìn thấy con gà mái nó có chạy cuống lên không? Có. Thế thì không thể là bình tĩnh được nhá. Mà con kia là con gì? Con tôm. Tôm. Con tôm mà nó nhìn thấy con cá nó phi đến nó có đứng im được không? Không. Nó cũng phải chạy. Đấy, nên bình tĩnh nhất trong số những con này là con cua. Cua. Đánh xuống tiền đi, đánh đi. Thưa lô à. Thưa này. Đúng. Ván này cua thắng. Đây. Đánh xuống tiền đi đây. Cua. Tôm. Tao vẫn đánh gà này. Con này tao đánh tôm, đánh hết tiền luôn. Thưa này. Thưa này. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Bình mà tĩnh là như là tĩnh vật là phải như là cái tĩnh vật thì mới có hòa bình đấy chứ. Nói thế mà không hiểu à? Nó mổ mắt ông bà cha mẹ chúng mày, con gái chúng mày đấy. Phải hết sức bình tĩnh. Cái chính là phải hết sức bình tĩnh, phải thật hết sức bình tĩnh. Cao tăng tổ tỷ, cao tăng tổ khảo, cố tổ gia tông, cả ông cả bà cả cha cả mẹ chú bác anh em họ hàng nội ngoại nhá, anh em xa gần ân ái cả trai cả gái này, em viễn cái mái tai, gài cái mái tóc, dầm cái tai lên mà nghe cho rõ, chống cái ngõ lên cao, hạ cái thằng nào cũng sắp bạc nghe tao chửi đây này. Có cái chuyện gì mà sáng ngày ra con mụ nó đã lu loa thế này, thật không thể nào chịu đựng nổi, gần nhà giàu đâu răng ăn cơm thế này, không có thể nào mà chịu đựng nổi đâu. Chính là phải hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh, cái chính là phải hết sức bình tĩnh. Cái chính ý, là phải hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Cha cái con chiếc xỉa này, mày dây tay mặt mày đặt tay cái bảng này, ăn cắp gà của nhà bà. Bình tĩnh cũng không làm được. Mày lại bịt tai để không nghe bà chửi à? Bà sẽ vặn to cái volume này lên để bà chửi cho cả làng cả xóm để nghe thấy nhá. Tam canh mù hội xóm vườn, xóm trên xóm dưới, xóm trước xóm sau, lư hương bắt nước chiếu trải bàn thờ. Bà sẽ đào mả cha mày lên như là thuyền lan rung rinh gặp sóng nhá. Này ta sẽ đào mổ tổ bố mày lên, ta sẽ đào cả nhà mày lên, chửi tan nát họ hàng nhà mày. Mày ăn cắp của tao 7 con gà xám, 8 con gà vàng mày khốn nạn kia. Cái chính là không được mất bình tĩnh, không được mất bình tĩnh. Cái mông bà cứ dư như là mồm chó để ấy. Từ sáng cứ có chuyện gì là bàn gió màu xanh nhà tôi, thế là thế nào? Mày có tật không mà mày giật mình nhờ? Có tật à? Hả? Có tật mà giật mình à? Hả? Cái chính ấy là không được mất bình tĩnh. Bà phải tăng giận nơi cho mày biết thế nào. Đừng có tưởng bà Hà Hiền mà bắt nạt mà dựng chuyện nhá. Mà mặc mũi sủi tăm lên mà dựng chuyện người ta nhá. Sao bà bảo nhà tôi ăn cắp gà của nhà bà? Đồ vu oan, đồ giáo ạ. Cái chính là không được mất bình tĩnh, không được mất bình tĩnh, không được mất bình tĩnh. Này không có thật mà giật mình à? Hóa ra này có thật phải giật mình à? Hả? Ôi, sao ạ? Ôi, dừng. Không thể chịu được. Tao nhiều lần lắm rồi. Dừng ngay lại. Ôi trời ơi, không được mất bình tĩnh. Có cái gì thì bình tĩnh, ngồi vào bàn mà đối thoại.
chứ sao lại đối đầu với nhau thế này? Không thể nói được cái loại này được. Không thể nói được cái loại này được đâu. Ôi trời ơi, cả thế giới bây giờ người ta chuyển từ đối đầu sang đối thoại rồi. Thế mà thằng bà cứ đối đầu tôi nhìn nhiều lắm rồi. Làm mất cái từ đó đâu. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Lương thì phải đóng rồi. Tôi sẽ ra ngoài quần. Không thể không được. Không thể không được. Các bà già rồi, có gì thì bảo nhỏ với nhau, chứ cãi nhau như cô lằn cô thù này à? Nếu các bà còn cãi nhau nữa, tôi sẽ đưa các bà lên trụ sở thôn đấy. Lên trụ sở thôn? Chính xác, rồi mai mới cho về. Đi xem nào. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Từ khi cái làng này trở về thành phố đến giờ, lợi trá thế đâu, toàn đầy dẫy những hại là hại thôi. Sáng ra cô lẩm bà lẩm bẩm gì đấy. Tôi thì chưa chạy được quốc nào, mà cứ vừa mới gặp cô cái là mở miệng ra ca thán. Nên nhớ rằng bây giờ là mình sát nhập là người thành phố rồi, kêu ca ít thôi. Mà cô nói hại hại cái gì? Ông thì biết gì về chi tiêu. Bây giờ á, mọi thứ đều lên. Nào điện lên, nước lên, rồi là gạo thóc, rồi là bếp ga các thứ là cũng phải lên hết đấy ông ạ. Sao không nói luôn cả cái giá đất nhà mình nó cũng lên đi. Đấy bạn nói lẩm bẩm lẩm bẩm. Ô kìa bác Thảo, đi đâu đây? Đi đâu em đi chở? Hả? Đây, em chở cho. Hết sức bình tĩnh. Sao đấy? Tiến vào làm chén nước đã. À, bác ngồi làm chén nước à? Rót, mời bác chén nước. Dạ vâng, có ngay ạ. Cho xin chén nước. Úi giời ơi, khổ. Bác uống nước đi. Vâng. Sao là người ngợm xem nào cứ chặt dẹo thế? Chắc bác gái hành hạ nhiều gì. Vừa thôi. Hết sức bình tĩnh. Giá đất mà lên ý, thì mình có chuyển nhà được đâu. Với lại còn tiền điện thoại nữa chứ. Có hai cái điện thoại không dây, với lại một cái di động của ông, để khách người ta còn gọi ông chở xe nữa chứ. Bà nói anh à, hai cái điện thoại không dây là của người ta tài trợ, người ta cho dùng là có phải mua đâu. Còn cái di động của tôi ấy là khách hàng người ta gọi nên phải dùng. Ông tưởng cái điện thoại đó mà không mất tiền à? Gọi tối ngày, hết rủ đi uống rượu này, xong rủ đi uống trà này, rồi gọi tôi suốt từ trên nhà xuống dưới bếp để cơm nước cho ông còn gì nữa. Cụ nói cái thần cụ cứ thấy cái gì không mất tiền là dùng bằng được, dùng lấy dùng để vớ va vớ vẩn gì đấy mà cần cứ nói người khác. Ôm cái điện thoại buôn dưa lê bán dưa hấu mà còn kêu. Anh buôn dưa lê thì có nhá. Anh có biết tháng vừa rồi bao nhiêu tiền điện thoại không hả? Ai cầm kinh tế mà hỏi. Này, 2 triệu 7 cơ đấy. 2 triệu 7 cô nói cái đầu cô ấy. Cô là cái người ôm điện thoại suốt ngày, đỏ cả má cả mặt ra. Buôn lung tung với cả hàng xóm. Em nói cho bác nghe nhá, hết nói chuyện lung tung này. Nào là con chó cắn con mèo, con mèo lại trèo cây câu. Xong lại câu đổ vào mèo, cứ ba lăng nhăng như thế. Hết buôn lung tung, buôn cả ngày cả đêm. Lắm khi mà em tỉnh dậy, em ngủ một giấc rồi vẫn cứ thấy tỉnh dậy, vẫn thấy ôm máy. Nói chuyện với thằng chó nào mà buôn dài. Nếu bác bảo thế có vừa. Cái chính ý là không phải mất bình tĩnh. Thằng nào? Tôi gọi để bàn chuyện làm ăn với con nào ấy. Còn cái điện thoại di động của ông ấy, tôi chẳng thấy khách khứa nào cả. Chỉ thấy mấy con ca ve ở karaoke nó gọi cho ông suốt ngày. Ôi dồi ôi, lộn hết cả tiết bác ạ. Lộn cái gì? Tôi nói nó có ghẹ chứ. Thế ca ve không phải là khách à? Nhiều khi nó gọi thì phải đi. Em nói bác nghe, có hôm ấy, vừa mới bưng bát cơm lên mồm. Thế này là có chuông reo lại phải bỏ bát cơm xuống. Thế cũng chỉ vì mấy chục bạc để kiếm cho vợ cho con thôi. Thế là cái con này nó còn mở mồm ra nó nói thế. Bác bảo có điên không chứ. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Anh bảo ai là con đấy hả? Không có cái con này, thế lấy sỏi mà nhét vào mồm nhá. Hóa ra bắt đầu là cô nói thế là bảo tôi là ý là ăn bám vợ gì. Đúng là cái đồ mất nếp. Anh bảo tôi mất gì? Chẳng qua là tôi mất cái thứ quý giá nhất cho đời anh nhá. Ôi giời ơi, chồng với chồng con. Quý giá nhất đấy. Hả? Mất cái gì mà quý giá nhất? Bác bảo thế, nói thế, chịu thế nào được? Ê, không được mất bình tĩnh. Nhưng mà nó lại phát cái chuyện đấy ra để nó nói với em. Bác bạn. Này, nói cho mày biết nhá. Không phải là vì lấy mày thì tao bây giờ không phải là cái thằng xe ô, mà bây giờ tao phải là cái thằng lái công nông kìa. Này, anh không biết thì thôi nhá. Ngày xưa tôi cũng cành vàng lá ngọc nhá, cũng hơi bị ngon mắt đấy. Bao nhiêu trai thành phố tán tôi xùi một bét, dụng mấy cái răng liền tôi không thành để ý đến. Ôi giời ơi, tôi lại đâm đầu tôi lấy anh cơ chứ là. Ôi giời, có khổ thân tôi. Mày bây giờ nó thành ra bây giờ nó nói thế là nó hối hận đấy anh ạ. Tao nói mày hay nhá. Bây giờ không phải mấy thằng thành phố cho mày trùng răng, mà tao cho mày trùng răng luôn. Đấy. Nhá. Không được mất bình tĩnh. Anh dám dọa tôi đấy à? Có giỏi thì anh vả đi. Anh vả đi. Mà không phải thách nhá.
Đừng tưởng thằng này không biết dạy vợ bằng bàn tay. Mày thích tao cho cả năm ngón đi trên mặt mày luôn. Có rồi thì anh đánh đi. Ôi trời ơi, làng nước ơi, lại đây mà xem chồng tôi đánh tôi đây mày, này. Mày đi ra mồ mà mới tưởng được. Bác, em xin lỗi bác, sao không ạ? Nhưng mà cái chính là không được mất bình tĩnh nhá. Đúng là người đời lúc nào cũng chỉ nói không được mất bình tĩnh. Tôi đã bảo với ông rồi, mấy hôm trước nhổ rau xong thì cuốc đất luôn đi, không cuốc để đến bây giờ nó rắn lại. Cuốc khổ ơi là khổ. Đất rắn à? Nhưng mà cái chính ý là không được mất bình tĩnh nhá. Ông có thôi ngay cái giọng điệu vớ vẩn đấy đi không? Ủa, bây giờ cô là chồng tôi hay tôi là chồng cô mà cô lại dám lên mặt quát lác cả tôi thế hả? Bao rồi hết sức bình tĩnh. Tôi nói thật với ông, tôi chưa thấy một ai mà sống tồi sống bạc như ông. Ông chỉ biết bản thân ông thôi, còn thiên hạ cứ như là liệt sĩ hết cả ấy. Bây giờ cô lại bảo tôi là kẻ sống tồi sống bạc hả? Phải hết sức bình tĩnh. Thế tôi hỏi ông, ông không sống tồi sống bạc, hôm nọ ông thấy người ta đánh nhau vỡ đầu mà ông cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Ông đứng ông nhìn tôi như thế không là sống tồi sống bạc thì là sống kiểu gì? Cái chính là không được mất bình tĩnh. Tôi làm đi. Tôi nói cho ông biết nhá, sống một mình một chợ thì dễ, nhưng mà sống ấy, sống như thế nào để đến khi ông mất đi người ta còn đến người ta viếng. Ôi, ông sống như thế mà sống được à? Cười thật. Thế bây giờ cô lại có cái kiểu ở đâu lại về nhà lên mặt đạo đức dạy chồng thế hả? Nói rồi hết sức bình tĩnh. Tôi làm đi. Mấy trẻ con bực hết cả mình. Ôi ơi, mẹ ơi, đau quá. Ông ơi, chảy nhiều máu quá, nhanh lên. Nói rồi không nghe, cá không ăn muối cá ươn, thảo nào nước đổ đâu vịt. Phải hết sức bình tĩnh nhá. Trời ơi, chồng mấy cả con, vợ gặp hoạn nạn mà con bình tĩnh được hả? Trời ơi, rồi, tôi không thể thấy được ai mà sống tồi sống bạc như ông đấy. Cái cuốc thế này thì hèn gì mà chở cuốc vào chân. Được rồi, để tôi về tôi chêm lại cho. Nhưng mà này, nhớ đấy, không được mất bình tĩnh nhá. Trời ơi, con khốn nạn kia, mày đứng lại bố mày ở đây hả? Con khốn nạn này, mày học thằng gì mày? Mày đúng ra luôn thế à? Cái chính là không được mất bình tĩnh. Mày đi nói dối dối cha mày, nhà dối dối bố mày à? Hả? Cứ ngữ mày á, học hành cái tâm đồ đi đường thế à? Hả? Thế sức mày. Mày học hành thế à? Mày bố làm như thế à? Mày bố chú định, chú định nhà giết con bé đấy à? Chú định. Ê, không được mất bình tĩnh. Nó bảo nó đi học nhá, nhưng thực ra nó ôm cái cặp, nó giả vờ. Nó ra khỏi nhà một cái là nó túm năm tụ ba con nhà Minh nhà Bảy ấy. Rồi sang nhà con Ngụ mùa xuân ở đầu làng internet chít chát suốt cả ngày. Tao nói cho mày nghe, tao tốn tiền cho mày ăn học á, nó phí đi nhá, tao phải giết chết mày. Chú đi, tôi xin chú đấy, tôi lạy chú đấy. Con bé nó trẻ người non dạ, nó biết gì mà chú đánh nó, không nên không phải thì về nhà bố con bảo nhau. Chú đánh ở đường ở xá này thì tội đấy chú. Tôi có giết đấy. Tôi nói cho bà nghe nhá, cái con này ấy mà nuôi tốn cơm tốn gạo để học hành cái gì nó. Mày có chít chát à? Cái chính là không được mất bình tĩnh. Quay lại cái làng, già trẻ lớn bé, làng trên xóm dưới, nào cũng sồn. Tại sao lại không bình tĩnh được nhỉ? Nóng quá là mất khôn, thế mà không thực hiện được, kỳ lắm. Ôi trời ơi, bà con nào, ôi trời ơi, cứu vợ chồng tôi với, đại nương ơi,
con là Nghiêm ơi. Cái bà con ơi, cứu vợ chồng con ơi. Bà con ơi. Bà Nghiêm ơi. Cháy. Bà con ơi. Ôi giời, bà con là Nghiêm ơi. Cháy. Cháy rồi. Cháy rồi, bà con là Nghiêm ơi. Cháy rồi. Bà con ơi, cứu vợ chồng con ơi. Bà con ơi, cháy. Cháy. Ôi trời ơi, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Ôi trời ơi, cứu. Ôi bà con lên rồi. Cứu, cứu, cứu. Cứu, cứu, cứu vợ chồng con. Thấy nhà người ta cháy mà đừng chờ mà đấy, chờ mà đừng nhìn thế à? Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Ông đã thấy chưa? Ông đã thấy sống một mình một chợ của ông chưa? Ôi bà con ơi, đổ vào lửa như thế à? Cứu bà con rồi. Cứu, 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 cháy rồi bà con ơi. Kìa. Đúng là trông thấy người ta chết mà không cứu, cứu. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Cứu đi, cứu đi. Mày vào đây. Rồi, rồi. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Không được mất bình tĩnh. Ông cái con này, để cái sỏi vào nhét vào mồm nhá. À, hóa ra bắt đầu là cô nói thế này. Bảo tôi là ý là Lan bám vợ gì. Đúng là cái đồ mất nét. À, anh bảo tôi mất, mất gì. Chẳng qua là tôi mất cái thứ quý giá nhất trong đời anh nhá. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Đi đâu nhất à, cái chính này. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Cảm ơn, đúng không? Đúng là người bình tĩnh nhất là này. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh nha. Trời ơi, chồng biết cả con vợ gặp hoạn nạn mà con bình tĩnh được à? Trời ơi. Ôi bà con ơi, đổ vào lửa như thế à? Cứu bà con rồi. Cứu, 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 cháy rồi bà con ơi. Kìa. Cũng là trông thấy người ta chết mà không cứu, cứu. Cái chính là không được mất bình tĩnh.